Chào mọi người, mình có bút đồ này mọi người ơi. Nâu đỏ đậm nha cô chú anh chị. Nâu đỏ đậm luôn á. Mọi người thấy size nhỏ lắm luôn nha cô chú anh chị ơi. Có bé trai bé gái luôn. Có sẵn tại cửa hàng cô chú anh chị có thể ghé xem chọn mua. Bên mình bán đủ phụ kiện luôn các bé luôn. Nhỏ xíu nhỏ xinh nha mọi người. Mình bắt ra cho cô chú anh chị coi. Nhỏ xíu, bé này bé trai nha, bút đồ. Tráng vô mộm ngắn nha mọi người. Nó ba t là nó như thế này nè, nó thọc cái giò nó sọng chân xuống. Cha mẹ bài này chỉ có 2,5 kg 3 kg thôi nha cô chú anh chị. Tắm rửa sạch sẽ mọi người thấy không, lông chân lông bụng lông mặt làm sạch sẽ hết trơn rồi đó. Ưng ý thì cứ nhắn tin cho mình hay gọi điện nha, hay ghé trực tiếp coi tại vì có sẵn nè. À quên, là 2,4 triệu một bé nha, 2,4 triệu một bé, bốn con luôn. Ghé coi ưng ý con nào không. Còn mọi người không ghé được bọn mình có hỗ trợ ship nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị còn ngồi ở nhà thôi mình hỗ trợ ship nha, tại vì ship tận nhà nó gần gần thôi, xa quá ship không được đó. Chứ không gì hết, xa quá tội nghiệp nó tụi nó nữa đó. Chứ có nhiều bạn xem sẽ thấy là sao lông nó ít xoắn lại, đơn giản thôi tại vì chưa cạo lông máu nha mọi người, chưa cạo lông máu đó. Cạo nữa này lông nó xoắn nhiều hơn. Nâu đỏ đậm nha cô chú anh chị ơi, có bé trai bé gái luôn, ghé xem chọn mua giúp mình đó. Nếu mà nói chung là cuộc sống có rất nhiều sự lựa chọn đúng không, mọi người thấy ưng ý giá cả sở thích phù hợp người gần mọi người thể ghé coi ưng ý bé nào thì cứ chốt bé nấy giúp mình em cô chú anh chị ơi đó. Ưng ý thì cứ chốt giúp mình. Đó, mọi người nhìn cái trán nó vô không, quan trọng cái trán quan vô, quan trọng là thông minh. Ok, bye bye.